ái dục chỉ cho tình ái và tham dục hiện nay gọi là tình chấp cái này rất khó dứt ái bất trọng bất đọa ta bà đây là điều mà cổ đức nói niệm bất nhất bất sanh tịnh độ Người đời đa phần đều chìm đắm trong ái dục Câu nói này hiện nay Có thể nói là Sự miêu tả toàn xã hội trên thế giới Đây không phải là một dùng Mà toàn thế giới đang đắm chìm trong ái dục tình ái dục vọng trong cái tình này đúng là có thương yêu không là giả không phải là thật phật pháp nói vĩnh hằng bất biến mới là thật quả mới nới cũ là giả hiện nay trong cái xã hội này thật có tình yêu chăng nếu đúng là có tình yêu thì còn có thể lượng thứ nhưng nếu là hư tình giả ý mọi người lừa gạt lẫn nhau một chút chân thành cũng không có xã hội ngày nay không giống như nhân gian có người nói là địa ngục trần gian câu nói này chúng ta càng nghĩ càng thấy có lý địa ngục nằm ở đâu hiện nay nhân gian là địa ngục quan niệm đạo đức cơ bản của nhân luận đều mất hết rồi hoàn toàn mất hết chúng ta nói ngũ thường đúng là ngày nay bất nhân bất nghĩa vô lễ vô trí vô tính à, trong... trung quốc trước đây ngũ thường trong xã hội là điều cơ bản bất cứ ai cũng đều phải có không có quý vị làm sao đứng vững trong xã hội không thể không coi trọng nam chữ này nhân là nghĩ đến mình đến người nghĩ đến mình phải nghĩ đến người khác bắt đầu từ đâu trước hết nghĩ đến cha mẹ sau đó nghĩ đến vợ con cái sau đó nghĩ đến huynh đệ tỷ muội mở rộng theo từng tầng từng tầng phải dốc hết bổn phận của mình phải yêu quý những người này phải quan tâm những người này phải chăm sóc những người này phải giúp đỡ những người này bây giờ không còn gì nữa người bây giờ chỉ nghĩ đến bản thân ngoài bản thân ra không để tâm đến ai Để trong tâm những gì Dục vọng Tình dục Giữa vợ chồng yêu đương kết hôn Quý vị nếu hỏi hai người kết hôn này Giữa hai người liệu có thật sự tin tưởng lẫn nhau không? họ sẽ lắc đầu đến đâu hay đến đó thôi cái thái độ này là thật không phải là giả thờ ư không thể trường tồn Mấy ngày chia tay cũng có Mấy tháng chia tay cũng có Một hai năm chia tay cũng rất nhiều Rất nhiều Đều là tạo nghiệp Thì gây oán cho ai Nếu như họ đã có con rồi Thì gây oán cho đứa trẻ này Quý vị bất hòa chúng phải chịu tội nỗi oán hận của chúng kiếp này đời này rửa không sạch kiếp sau đời sau vô tình hay hữu ý gặp được không báo thù hay sao chúng ta xem câu này có niệm lão tình ái và tham dục thật sự là gốc của sanh tử đây là lời cổ nhân dạy ái bất trọng bất đọa sa bà người trong thế gian này hoàn toàn chìm đắm vào trong đó đây là nói về lục đạo luân hồi chết đây sanh chia lưu chuyển không ngừng lục đạo từ đâu mà có là từ đây mà ra là tham sân si mà Phật pháp nói. Tùy quyến thuộc đầy nhà giữa bờ sanh tử. Lúc sanh đến một mình. Khi chết độc thân đi, không ai đi theo, không ai thay thế. Nên nói độc sanh độc tử Độc đến độc đi Khổ vui tự chịu Không ai chịu thay Lại nói đến quả báo khổ vui Đều do tự làm tự chịu Cũng không ai có thể thay thế Quý vị kiếp này Gặp được thiện duyên Hành thiện tích đức Thì nơi quý vị đến tốt đẹp Tốt Cũng chỉ là hai cõi nhân thiên Nếu như tâm hành bất thiện Thì nơi quý vị đến không tốt đẹp Nơi không tốt đẹp này chính là ba đường ác. Khổ vui tự chịu, tự làm tự chịu. Cảnh Hưng nói tự đương tức là tự thọ. Thiện ác biến hóa. Thiện biến hóa tức là thiện đạo. Tức thiện thú báo, quả báo của ba đường lành. Ác biến quá tức ác thủ bao Người Biến quá thành súc sanh Biến thành ác quỷ Biến thành địa ngục Biến quả Hội sơ nói Đời này tuy là thiện quả Nhưng tạo nghiệp nhân ác Thì đời sau sẽ biến thành ương quả Quá là lỗi lầm Thiên tai nhân quả Đều là do tự bản thân mình Gây ra nhân nghiệp bất thiện mà có Hiện nay mặc dù chúng ta có ác báo Rất khổ Nhưng việc thiện mình làm Khi đến kiếp sau Nó sẽ biến thành phước báo Thiên biến dạng quá Không thể nói hết Sự biến hóa này Đều có thể lý giải Đều có thể nói được Nó cũng là chân tướng sự thật tóm lại thiện nhân thiện quả ác nhân ác báo là chân lý là sự thật không thể không biết không thể không suy xét thận trọng